Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phú Sĩ TV của mình. Sáng nay thì mình đi đậu cua các bạn ơi. Thì ngoài nuôi dê ra thì mình cũng có nuôi ao tôm quảng canh đó các bạn. Thì cũng đậu cua để kiếm kinh tế hàng ngày các bạn ơi. Thì cái nguồn kinh tế của mình đó các bạn. Thì ngoài con dê ra thì mình cũng làm ao nuôi quảng canh nè các bạn. Thì mình cũng nuôi hơi mật độ hơi thưa các bạn, cũng ít cho ăn. Đây đám cỏ tây long của mình mùa mưa phát triển rất là tốt các bạn. Thì mỗi buổi sáng cái mình đi đổ vớn các bạn, thì kiếm coi có cua hoặc cá gì hay không, thì cũng phụ thu vô cái nguồn tài chính của mình đó các bạn, và cái nguồn lương thực mình hàng ngày. Đây thì mình chỉ đặt ba cái vớn này đầu cống thôi các bạn ơi. Đây được một con. Thì cái này hầu như mình không cho ăn các bạn ơi. Chỉ lấy nước ra vô thôi. Rồi mình thả cua, tôm rồi đó các bạn. Thả vô để mình có nguồn để bắt các bạn. Đây, đây được một cái nè. Tại vì hôm gài mình đặt á, đặt có một chỗ rồi nên cua tôm nó cũng ít các bạn. À đây được con cua các bạn ơi. Con cua xem cây. Con cua cái. À thì ở đây được một con cua. Thì sáng sáng mình đổ được khoảng vài con cua thì mình cũng đủ tiền đi chợ rồi các bạn ơi. Thì cũng nguồn thu ít ít phụ thêm cái nguồn nuôi dê của mình. Thì cũng đủ sống qua ngày các bạn ơi. Đây được một con nữa. Đó. Con này chưa cứng nha. Sáng mình đi đổ vớn, đổ vớn xong cái đi cắt su đũa cho giang các bạn ơi. Ở đây thì cái đám cỏ dôi của mình có vô xanh các bạn. Đây được hai con cua này, cái cua này mềm rồi các bạn. Để mình quay cái đám cỏ vôi xanh cho các bạn xem tham khảo. Thì sáng mình đi cắt su đũa rồi cho giang rồi đi làm chuyện khác nữa các bạn. Được làm nhiều công chuyện. Để mình đổ có hai con cua này cái. Ở đây con cua cái bự chà bá luôn các bạn. Mà nó còn chưa có cứng lắm các bạn. Chưa có lên gạch gì nhiều lắm. Nên mình thả lại để đợi nó lên gạch á, mình bắt tiếp các bạn. Thả nó xuống đi. Rồi hai con không bắt được con nào hết. Mình đổ xong một cái rồi các bạn, mà không có bắt được con cua nào hết trơn các bạn. Nó cũng còn mềm á, nên
đổ thêm cái nữa cậy. Giấc này thì nó thưa, chỉ bắt được cua thôi, nó có một cua bò rồi đó. Thì nuôi quảng canh này thì cũng nếu mà anh em làm ương cua đó thì thả ra đều đều quá thì cũng có cái nguồn thu hoài các bạn ơi. Nhiều khi tới con nước á mình bắt cũng được đủ tiền đi chợ các bạn ơi. Đây được 3 con, không biết bắt được mấy con đây. Đây có con gãy càng này là bắt được rồi nè. Cua thì mình ương khoảng cỡ 150-200 gram mình bắt nha các bạn. Tại mình bắt mình cũng thả lứa mới. Đây, cái con này chắc cỡ 150 gram các bạn. Hai con gãy càng này. Dạ, để mình cột lại. Thì mình đã thăm cái giấn thứ hai xong các bạn ơi, được thêm 3 con nữa các bạn ơi. Thì mình cũng dục chẩn xuống để chiều mình đi thăm tiếp. Thì nuôi cái dạng ít cho ăn như mình nè các bạn, thì chỉ dăng cá phi để mà mình cho cua mình ăn thôi, dăng trong ao này luôn các bạn. Thì cũng rất là nhiều cá phi, thì cũng dăng cho nó ăn ít ít gì đó các bạn, cũng không có đầu tư thức ăn gì hết, cũng tận dụng cái nguồn cá phi trong ao của mình các bạn, nên mình nuôi cái số lượng cũng không được nhiều như anh em. Thì anh em nuôi số lượng nhiều thì phải cho ăn ốc đinh hoặc là con ngao châu rất là nhiều các bạn. Còn mình thì số lượng ít thôi các bạn. Đây có tép, tép bạc nữa các bạn. Rồi, con sú với những con tép bạc các bạn. Tép bạc này thì nấu canh hoặc là gan thì cũng rất là ngon các bạn. Thì ở đây thì có nguồn tôm rồi cá phi rồi cua, thì tất cả đều thiên nhiên hết các bạn ơi, nên cũng có lợi cho sức khỏe rất là nhiều, không có ảnh hưởng tới quá chất hoặc là thức ăn công nghiệp gì hết. Thì đồ ăn thì rất là đa dạng cho bữa ăn của mình các bạn. Chúng này chắc thả lại các bạn ơi, ít quá nên cũng chưa bán. Thì tôm rất là đẹp. Rồi cái mình dục giớn xuống để chiều mình đi thăm nữa các bạn. Buổi chiều thường nó ít hơn cái buổi sáng này. Hết cá rồi, mình có dục con cá vô đây nữa mà giờ hết cá rồi. Để là mình giăng lưới cái chiều mình bỏ vô để sáng cho cua ăn các bạn. Vừa cho cua ăn mà vừa con nào cứng thì mình bắt luôn. Thì sáng nay cũng đủ đi chợ rồi các bạn ơi. Thì như đây thì cũng cái này chắc ký cũng tầm 150-160 các bạn. Ok, mình đi dục giớn á. Có mình nên một tay nên không có quay cảnh dục giớn như thế nào cho các bạn xem.
Rồi mình đã thăm vấn xong rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình cũng chuẩn bị đi cắt mồi cho dê mình ăn. Sáng thì mình chuẩn bị cắt mồi rồi xong hết đó các bạn. Thì bắt đầu mình đi làm những công chuyện khác các bạn ơi. Thì dê thì mình ngày cho ăn hai cữ, cữ sáng và cữ chiều các bạn. Sáng thì tầm mình thăm vớn rồi tầm 8 giờ hoặc là 9 giờ đó các bạn. Mình cắt xong thì cho dê mình ăn. Sáng nó còn nằm các bạn. Be 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 be. Ở đây thì có cây me này là mình gió giông rồi đó các bạn. Thì những con dê mình cũng rất là an tâm các bạn. Tại vì nó che chắn được cái nguồn gió rất là tốt. Cây me nè, cái gốc nó nè các bạn. Quá trời cái gốc luôn. Làm như nó có cái nguồn phân dê đây, nó hút dinh dưỡng tốt quá các bạn ơi. Thì ở quê mình tận dụng những nguồn phụ thu các bạn, thì cái một ít gì đó thì mình không có đi làm ở bên ngoài các bạn, thì mình cũng xây dòng ở trong nhà mình. Thì đây là những đây cũng ao cá các bạn, còn bên kia thì mình ươm tôm cua. Thì tuy mô hình đơn giản nhưng mà mình cũng thấy phát triển rất là ổn định các bạn. Chứ dựa vô một chỉ một con dê thôi thì nuôi số lượng cũng rất là nhiều, mà giá cả thì cái lúc có giá thì cũng đỡ, lúc mà hạ giá như lúc này nè các bạn thì nó cũng nguồn thu cũng rất là ít các bạn. Nuôi phải số lượng nhiều, nhưng mà ở quê nuôi số lượng nhiều thì cái lượng cỏ và nhân công không đủ các bạn. Rồi buổi sáng mình đi thăm vớn và bây giờ mình chuẩn bị đi cắt mồi các bạn cho dê ăn. Thì clip mình cũng khá dài nên cũng kết thúc tại đây các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn.